không có tour châu Âu xem Euro 2024. Một số khách có nhu cầu nhưng các công ty lữ hành không thể bán tour châu Âu xem Euro vì giá vé xem trận đấu lên tới hàng trăm triệu, đẩy giá tour lên gấp đôi. Ông Tuấn Anh, sống tại Hà Nội, dự định cùng gia đình đi châu Âu dịp hè và muốn tranh thủ thời gian để xem một trận đấu của Euro 2024 ở Đức. Ông nói không tìm được đơn vị nào cung cấp tour châu Âu kèm vé xem bóng đá. Các đơn vị đều cho biết chỉ bán vé lẻ nếu khách yêu cầu hoặc không bán vé, khách phải tự mua. Tôi muốn mua tour kèm vé để được hướng dẫn các thủ tục, cách đi lại tới sân vận động nhưng có vẻ không đơn vị nào cung cấp. Ông nói, du khách cho biết vốn tiếng Anh không tốt nên không muốn tách đoàn, tự đi xem. Theo Ben Thanh Tourist, Euro 2024 diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến 14/7, hay các giải đấu cấp quốc tế là thị trường hấp dẫn với các công ty lữ hành nhưng đi kèm nhiều thách thức. Các chương trình du lịch châu Âu dịp hè, có qua Đức, điểm tổ chức Euro, được công ty bán ra đều không kèm vé xem Euro. Hoàng Việt Travel, Tràng An Travel hay Du lịch Việt cũng cho biết không bán tour châu Âu kèm vé xem Euro. Nguyên nhân chủ yếu là giá vé đắt, có thể đội giá tour lên gấp đôi. Các công ty cũng cho biết, từ trước đến nay, không đơn vị lữ hành nào bán tour xem Euro hay World Cup trọn gói. Ông Nguyễn Hữu Cường, Giám đốc Tràng An Travel, nhận xét giá vé xem Euro càng về cuối càng cao. Điều này tạo ra mức giá khó chấp nhận cho khách du lịch khi tính cả chi phí tour, khiến sản phẩm du lịch không còn hấp dẫn. Ngoài ra, Euro khiến cho dịch vụ du lịch ở nước đăng cai thường lâm vào tình trạng quá tải nên đơn vị không bán tour kèm vé. Hiện các tour châu Âu dịp tháng 6 và 7 có Đức trong lịch trình có giá khoảng trên 65 triệu đồng, đi 4 nước. Năm nay, giá tour châu Âu hầu hết tăng 20-25% so với năm trước vì giá vé máy bay cao. Tripu, đơn vị chuyên cung cấp các gói dịch vụ về du lịch tự túc, lần đầu tiên bán vé xem Euro từ năm nay. So với kỳ World Cup 2022, đơn vị này nhận thấy sự quan tâm dành cho Euro 2024 ít hơn, chủ yếu khách lẻ, mong muốn mua vé từ vòng 1/8. Đơn vị này đang bán 4 gói vé theo dịch vụ gồm Skybox, Platinum, Redstyle và Club, giá tùy theo mỗi trận. Gói Skybox giá cao nhất và có nhiều quyền lợi như bữa ăn fine dining, vị trí ngồi đẹp. Hiện trận mở màn giữa Đức và Scotland có giá gói thấp nhất là 113 triệu đồng, cao nhất là 159 triệu đồng. Một số trận ít hấp dẫn có giá rẻ nhất khoảng hơn 35 triệu đồng, riêng trận chung kết hiện vé thấp nhất giá hơn 200 triệu đồng. Với 51 trận đấu trong vòng 1 tháng, đại diện du lịch Việt nhận định khó nắm bắt sở thích khách hàng để đưa ra sản phẩm trọn gói phù hợp. Ngoài ra, việc tiếp cận giá vé gốc cũng không đơn giản, đặc biệt với những trận đấu lớn. Do đó, đơn vị này chủ trương chỉ mua vé nếu khách hàng có nhu cầu hoặc tư vấn khách tự đặt nếu chương trình tour có lịch trình ở Đức. Bà Lưu Thị Thu, Phó Giám đốc Hoàng Việt Travel, nói không bán tour xem Euro trọn gói nhưng từ cuối năm 2023, họ đã lên kế hoạch tổ chức các tour có lịch khởi hành trùng lịch Euro khi cọc series vé máy bay. Do đó, khách hàng đi tour có thể chọn xem hoặc không xem bóng đá tùy sở thích. Công ty ghi nhận 20% khách hàng đi các tuyến có Đức mua thêm vé xem Euro 2024 trong hai đoàn khởi hành hôm 19 tháng 6 và 26/6. Bà Thu nói việc nhập sẵn vé quá rủi ro nên chỉ hỗ trợ mua thêm vé hoặc hỗ trợ làm visa lưu trú dài hạn hơn nếu khách có nhu cầu ở lại xem Euro khi hết tour. Theo ghi nhận của nhiều đơn vị lữ hành, lượng quan tâm dành cho Euro 2024 chủ yếu khoảng 20-30% tổng khách đặt. Nhiều đơn vị lữ hành nói khách muốn xem Euro hầu hết không đi qua công ty lữ hành, thường chỉ đặt dịch vụ lẻ. Ngoài ra, khách đã mua tour cũng thường nhờ công ty lữ hành mua hộ vé xem Euro vì sợ bị lừa, theo đại diện Hoàng Việt Travel. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.